Hello everyone, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi tổ loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. It's Horror Club. Đây là một tựa game kinh dị rất là hot trong tháng vừa qua. Và bây giờ thì các bạn cùng mình trải nghiệm nó nha. Let's go. Game này thì nó có hai phần, phần 1 và phần 2. Bây giờ mình sẽ chơi phần 1. Ok, và đầu tiên thì các bạn đặt một tấm bản đồ. Đây là một con da. Rồi, cái đầu mình sẽ phân làm phòng khác. Phòng thứ hai. Không có gì luôn, mình sẽ sang phòng tiếp theo. Wow, mình giật lên rồi. Khi cứu được cậu ta thì cậu ta sẽ đưa cho bạn một chiếc chìa khóa mở phòng thư viện. Rồi mình sẽ làm vấn đề. Bây giờ thì mình sẽ tìm tiếp xem có cái gì không. Wow, cậu ta này. Chạy thôi. Điều này rồi mình sẽ đi ngược lại. Đây không có gì, mình sẽ qua trong này. Let's go. Có riêng 3503. Ok. Trong này xem có gì không? Không có gì luôn. 3503. Thank you.
xong tăng le đi. Các bạn giữ chúng ta đi thật xa, càng xa càng tốt. Rồi, mình sẽ chung cho bạn. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ lên tầng 2. Okay, vamos lá.
hoàn thành game. Và bây giờ thì mình sẽ sang từ game tiếp theo. Đây là một tựa game kinh dị. Let's go. Các bạn nào cố gắng nhặt đủ 20 túi tiền đến từ phòng 1. Ok, phòng này còn đây nữa thôi. Rồi, trong này hết rồi. Mình sẽ sang phòng thứ 2. Ok, con mắt thứ 2. Con mắt này để các bạn dùng xem là con ma nó đang bay ở hướng nào. Trên tầng, bây giờ mình sẽ xuống dưới. Cần có chìa khóa thì lấy được cái chìa khóa và ta đang xuống dưới này chơi game rất đơn giản thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Granny Chapter 2. Let's go. One day. Mình sẽ gọi bà ta xuống dưới luôn. Sẽ lên tầng 2. Ô, đây có một khẩu súng. Oh my gosh, chết rồi.
đang định ra khẩu súng đã chết. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được game thứ tư, Developer Slender Riaha. Let's go. Con nó đang bò rồi, tiếng nhạc rất là khiếp luôn. Ôi ôi, nó phát xuất luôn rồi, rất là kinh khủng luôn. Có đó cắn mau thôi. Sẽ sang được game tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. Xem cái này nha. Sau đó mình sẽ vứt xuống đây. Rồi, cái này ra nào. Ok, let's go. Chuồn vào trong này sao. Ok. Và ta nó xuống đây thôi. Chuồn thôi. Tiếng chim bèn kêu rất là to luôn. Đây là một cuốn sách con chim. Chết rồi, đi chậm đấy. What, sao quả đấy đi chậm thế nhỉ?
mình không hiểu sao hay là mình bị dính một đòn gì đó. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sao một cái game ma. Let's go. Sẽ sao một tựa game thứ 7 và Danny Avin. Let's go. Mình đang trong một căn phòng rất hoàn sáng và đẹp luôn. Mình sẽ cho sáng lên một chút. Ok. Rồi, đặt cái này lên nào. Wow wow, nó đang nằm ở ngay đây rồi. Chuyển đây, chuyển. Mình sẽ chuyển ớt. Đây, phải mở cái lưng vô trong ra. Let's go. Rồi các bạn phải kiếm một miếng thịt cho nó. Mắc kẹt ở đây rồi.
mình không hiểu sao mình không lên được trên này cái tài nữa. Tại vì chung quanh đây là ở đó là bị game nó bị lỗi cho nên là không thể lên được cầu thang để ở đó. Đâm ra nếu mà đi thì các bạn lại đi ngược đường, chui đường ngoại để chui đường kia. Không cho đổi rồi. Oh my gosh. Đấu này các bạn chỉ nhìn thôi cũng không lên được, còn nếu mà lớn lên thì các bạn phải lên đường kia. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Đây là một tựa game thuộc của Win Game. Một con chó rất là hung dữ luôn. Phần 2, phần 3 à, phần 2 thì là có chó, phần 3 thì là các bạn phải bị nhốt ở trong một trại tù như là một trại tù. Phần 1 thì các bạn ở trong nhà ông bà này. Ok, đầu tiên thì các bạn phải tìm chiếc chìa khóa. Sau đó thì dùng chiếc khóa này để mở phòng này ra. Mở ra rồi. Các bạn uống cái này, các bạn uống cái này thì nó sẽ chạy, làm chạy rất là nhanh luôn. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.